Chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel của mình. Ok, trận này để mình mua một cái dép, một cái trận này giàu rồi các bạn này. Siêu giàu mẹ luôn. Không giàu nhưng cũng không nghèo. Giáp ba này. À, một đống giáp ma, một đống giáp ba thế này. Lắm thế nhỉ. À, bên này có người này, cẩn thận này. Nó móc lên trên nhà này bây giờ này. Tôi ra bên này tôi đứng xem có thằng nào nó móc bên này không, chắc không có thằng nào móc bên này đâu. Thoải mái mất công anh em ơi. Ok, trước mặt có người này, mẹ thằng này đâu ra vậy. Cứu được, cứu được, cứu được, cứu được, cứu được, cứu được, cứu được. Bên này, bên này có. Bên này có, bên này có. Còn một thằng nữa thôi. Thằng này thằng boss thì phải. Ông kia ông liếm hết mạng rồi. Mẹ mày nhanh thế nhở. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Ok kìa. Lát thế nhỉ. Chị cứ xem chủ đi. 27 tuổi. Tới giờ lấy chồng ba lần vẫn không dứt tờ. Mua lấy hai cái này này với một cái này nữa, với một bộ hồi phục nữa là hợp lý. Ok, chưa kịp mua cái gì rồi. Xem bên này có thằng nào móc bên này không. Tôi nghĩ sẽ có thằng nó móc bên này đấy không ạ. Thì mình nó chắn bên kia rồi. Ồ, thì đéo là đứng tít bên đây mà tôi cũng được một kill này. Vẫn vét được một kill. Lại tiếp tục nốc tiếp. Lại double kill. Đéo thì trận này bắn nhạt chứ nhở. Trận này, ô, MVP nè. Điều thế nhở. Làm 8 kill ngon lành cành đào luôn. Nãy tưởng thua trận đấy chứ, hóa ra vẫn thắng à. Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Đổi lấy bộ quần áo cho nó phong thủy, cho nó mới mẻ đấy. Anh em nào trên, anh em nào có mấy cái hòm thính đặc biệt này thì có thể nạp này. Lắm lúc mấy hòm thính đặc biệt này có mấy cái đồ ngon phết. Anh em nạp tầm 7, anh em nạp tầm 25.000 vào là mua là được kim cương thôi. Được cả đồ và không được cả kim cương này. Cứ nạp lên mấy gói như thế, cuối cùng là nạp tầm 4 lần như thế, nạp tầm 100 lần là có ngay bộ ngon ngay. Có ngay một bộ để anh em dẫy ngon lành cành cỏ luôn, không phải xoắn thành viên nào cả. Làm lại khá căng đấy, làm hoài không xong luôn ạ. Chơi game khổ lắm các bạn ơi. Nào xem trận này có những gì nào, không biết team nó có bắn được không. Hy vọng team nó bắn căng căng kèo một tí để mẹ đấu đến round 3-3 luôn. Đấu đến round 3-3 luôn, không đấu đến round cuối nó căng. À, có tiếng rồi, có mic rồi, có mic rồi. Ok á. Nốc hết bên này rồi. Bọn nó công bên này hả? Thôi xong. Nốc được một thằng này, bị một thằng nó móc đít này. Nó lại cứu thằng này rồi. Không sao, mới rao đầu mà các bạn. Mới có rao đầu thôi mà, thoải mái đi. Bình tĩnh, tự tin, thoải mái, không phải xoắn. Không phải xoắn mấy thành phần này đâu. Đây, pha mát đây rồi. Đây, cà đê phát. Thái cầm Uzi à? Trận này thái cầm Uzi các ông à? Cũng áo huyền thoại đây. Mình mùa này chưa lên huyền thoại. Tìm trận có bắn được đích đâu anh em. Tìm hoài, tìm suốt trận à. Không có luôn ạ.
Ok. Lùi 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 lùi. Có thằng nó móc cái kia nhá. Ui 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 ui. Gì vậy? Ở đâu ra vậy? Trời ơi, bị móc này. Tôi xong rồi, lại nốc được mỗi thằng. Lại cứu, nốc xong lại cứu. Mà trận này bọn này bắn được đấy các bạn. Không biết team mình có bật kèo thôi, không thôi, nhưng mà team nó bắn ok đấy nha. Double Team bên nó bắn ok cho 10 điểm. Đây team mình đang thua 2-0 mẹ rồi này. Thôi anh em trận này đếp đi mẹ, đếp đếp đi, cứ công lên nào. Cái gì thì mình yếu hơn thì đếp máu thôi, chờ chúng nó mẹ bắt lẻ thôi, chứ mẹ cứ bắn xong chúng lại cứu à, đón thu lắm. Hy vọng chúng nó sẽ công lên, công lên, chúng mày công lên, chúng mày giỏi, chúng mày công lên đây. Đấy, nó công rồi kìa. Công rồi kìa, gạt luôn. Mấy thành phần này phải gạt luôn các bạn. Đừng để, tốt nhất là không nên để bọn này nó đẻ trứng làm cái gì. Rồi, nóc một thằng rồi. Còn một thằng nữa thôi. Thằng nữa hình như đang ở trong bên này. Double kill. Thế là được, xin được một hai một kill. Hợp lý. 2-1 rồi. Không biết là có liệu có ấy không ta. Vào đây xem có gì không nào. Gì vậy? Gì trời? Đừng có hát đã đi, đau đầu lắm. Cũng có mua một cái giáp 2. Được thì mua một cái giáp 3 là mới khỏe được. Bắn là phải phun đầu nha anh em nhá. Bắn mà không phun đầu là khó bắn lắm đấy. Chúng ta chơi chiến thuật nấp, núp lùm nấp bụi. Tìm tìm nó trận này có vẻ căng ấy. Gạt 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 ra đi, gạt ra đi, gạt ra đi. Đấy, bắn cover cho nhau này cũng dễ thôi. Cẩn thận kìa, ở trên kia nó móc đít thì kìa. Mẹ nó gạt mất tầm đồng đội của tôi rồi. Ngồi im đi, lại còn cứ dùng cái bảng kia làm cái gì không biết. Ngồi, ngồi im nó cứu. Nó cứu kìa. Móc mẹ sang bên này đi, có khi để cả còn hay ấy chứ. Đậu xanh nhìn nhớ, bọn này nó lắm máu thế nhở. Đấy, chạy kiểu thế. Kiểu gì nó cũng phải nhảy xuống mà. Mẹ nó bắn buồn cười thật sự. Mấy thằng này nó trâu đấy. Nó kiểu gì nó phải nhảy. Nhảy nó nhảy kìa. Trời ơi đi phải sấy kìa. Vãi lìn không. Nhìn cái may nó bắn hụt.